rất tuyệt vời. Đây là sự xịn hào của dòng máy xăng vô này, nó không có thua kém gì cái thằng Top Gun đâu, tại vì nó sản xuất cho Top Gun mà, các bạn thấy không? Đó. Rồi chúng ta vừa thực hiện xong một cái chương trình là gì? Sale sập sàn, giảm 1,5 triệu cho dòng máy này. Và đồng thời chúng ta thực hiện được 3 đường hàng nhôm và chúng ta đã hiểu rõ hơn cân bằng AC là gì. Tạm thời đi ha. Độ tẩy 10% AC dương nè, độ tẩy 20% AC dương nè, và cuối cùng là 35% AC dương. Tức là độ tẩy, độ cân bằng mà mình cho càng lên cao thì cái phần sương mù này nó càng rộng ra. Đây là cao nhất là 35% nè, cao nhì 25% nè, cao thấp nhất là 10%. Đó, thì những cái đường hàng nó rất là quan trọng, trong cái hàng nhôm nó rất quan trọng chị này. Và chào quý hàng thương mến quay trở lại kênh máy hàng Em Quyền nha. Như quý hàng đã thấy ngày hôm qua, nay mình về dòng máy 25 ACDC Power Cool Green của hãng Top Gun rất là xịn hào này, quý hàng thấy không? Nó với giá bán 13 triệu thì nó sẽ có những cái tính năng rất là tuyệt vời so với những dòng máy khác trên thị trường, giống như là gia xích hay là máy nhân danh Việt Nam vân vân. Thì mình khẳng định dòng máy này nó vượt trội hẳn, nhưng mà với cái cách tiếp thị hiện giờ của mình là đi theo cái hướng online, vì thế chi phí mà phân phối cho đại lý mình cắt giảm rất nhiều, cho nên thực sự một cái dòng máy với giá 13 triệu này thì nó sẽ đẳng cấp cao hơn cái máy gia xích đang bán thị trường trị giá 14 triệu rưỡi luôn, nhưng mà mình bán có 13 triệu thôi. Bởi vì sao? Thứ nhất, ưu điểm đó là bảo hành 3 năm. Thứ hai là nó có trong cái phần AC, nó có được 3 loại sóng phổ biến trên toàn thế giới. Những con máy hiện đại nhất bây giờ nó mới có được 3 loại sóng này: sóng vuông, sóng sin, sóng nhọn. Vuông là để hàn những cái nhôm sạch, sin là để hàn lốc máy hoặc là nhôm dày hoặc là nhôm dơ, nhọn là để hàn siêu mỏng. Đó là những cái vượt trội của nó, mà giá chỉ 13 triệu. Rồi nó còn thêm trong cái phần tích DC thì nó lại có xung rồi không xung. Dĩ nhiên là AC nó vẫn có xung nha, trong AC nó vẫn có xung, không xung, có xung, không xung. Rồi DC là không xung, có xung, tích lạnh, tích thường, hàng que, tẩy. Thì có nhiều anh khách á, tẩy này cũng rất là tuyệt vời, trong tẩy nó cũng rất là tẩy là đánh bóng nè, và tẩy bề mặt những cái đường hàng mít dày. Nhưng mà nhiều khách hàng lại nói là tôi không có nhu cầu vậy mà giá thì nó hơi cao. Tức là dĩ nhiên là mình đã nói so với thị trường là nó rẻ, nhưng đối với từng nhu cầu cá nhân thì có anh lại nói là quá cao, có máy nào đừng có tẩy hay không. Thì mình quyết định là hôm nay mình lại tiếp tục review dòng máy này, cách 200B xăng vô, rất là tuyệt vời. Thì ra cái máy này nè quý rằng, con máy này nè cũng là của xăng vô nó làm thôi, nhưng mà theo phần mềm của hãng Top Gun thì đây chính là máy zin của hãng xăng vô nó làm đây cho chính nó. Tức là cái phần mềm này, là cái bộ điều khiển này là của hãng Top Gun, nhưng mà bộ nguồn chính á là thằng xăng vô. Nhưng hôm nay mình quyết định sẽ bán con máy tích 200B ACDC của hãng xăng vô này giá rẻ hơn nha các bạn nha, rẻ hơn con máy 25A mà vừa rồi. Thì hôm nay là mình đập thùng nó luôn, đập thùng khui nó ra. Thì bên trong nó sẽ có một cái đuốc, một cái sách hướng dẫn sử dụng, và một cái đầu đực, và có cái đuốc WB26 cáp khí đi rời đây các bạn thấy không. Rồi mình sẽ thấy nữa là bên trong nó sẽ có một cái cọng kẹp mát, đó là đồ zin của nhà máy nó cho nha. Rồi tới đây là em máy của nó, mình đã đập thùng, đập hộp hết rồi. Đó, đây là toàn bộ máy, mình sẽ cho ra liền, rất đẹp, dây đai cũng cắt các kiểu hết xong rồi. Thì quý thằng nhìn thấy ha, mình sẽ cắm điện nguồn và mình nói liền, nó không thua kém gì cái con máy Top Gun kia đâu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ mở chương trình sale đột xuất giữa tháng luôn, nay giữa tháng 10 rồi, mình làm luôn cái chương trình sale. Thì nó chỉ khác biệt với con máy này một chút xíu, thiết kế rất đẹp, giá mình công bố luôn ngày hôm nay. Tại vì dòng này nó cũng đã làm nên tên tuổi của cái thương hiệu xăng vô trên thị trường lâu năm lắm rồi, mình bán rất là nhiều, và mình cũng cam đoan nó hơn hẳn con gia xích rất là nhiều lần luôn. Đừng có nói tới máy nhân danh Việt Nam nha, mình chỉ nói gia xích và rì lăng thôi. Đó, thì máy này nó cũng sẽ hội tụ đủ 7 tính năng, nó chỉ thua là cái tẩy thôi, nhưng mà hôm nay mình sẽ mở chương trình sale liền. Đây, đầu tiên trong chức năng hàng tích thì chúng ta sẽ có tích nào với hàng để ý nha ha. Tích là sẽ có tích thường. Rồi. Tích lạnh nè. Các bạn thấy không? Rồi, quý khách hàng sẽ có nè. Tích xung.
đó, đang mình nói phần DC nha, DC đây, DC nè, trong phần tích DC nó sẽ là tích xung nè, tích thường nè, rồi tích lạnh nè, rồi trong phần AC quý thằng cũng nhìn thấy nè, mình bây giờ mình đang ở tích nè, mình bật qua AC nè, thì quý thằng cũng sẽ thấy nè, tích thường AC nè, tích xung AC nè, và chức năng cuối cùng là chức năng hàng que. Thì đây là dòng máy cũng rất tuyệt vời, nó cũng cách làm cũng rất là chuẩn mực, cũng là cọc lớn 3550 và cũng cáp súng là cáp khí đi rời giống của thằng Top Gun vậy đó. Rồi mình khui cái súng đó ra. Giá ngày hôm nay mình quyết định như thế này, mình nói trước để cho quý hàng khỏi chờ đợi dông dài đó, mình nói liền rồi sau đó mình sẽ vô mình vận hành toàn bộ những tính năng này. Đây là một thiết bị đáng để đầu tư trong giai đoạn này. Súng thì là súng cáp khí đi rời, nó gắn sẽ bánh gắn dấu trừ chắc chắn rồi. Mình làm nhanh cái video này, đây là dây điều khiển khớp nó nhanh theo kiểu châu Âu nè, khớp nè. Rồi đây là dây điều khiển của em, nó là gắn vô đây luôn nè. Đó, đây là cái đuốc của nó, các bạn nhìn thấy ha. Rồi cái cọng kẹp mát của nó hồi nãy mình cũng mới vừa lấy ra, nó nằm đây. Rồi giá 11.500.000 đó. Trước giờ mình bán dòng máy này rất là nhiều trên thị trường Việt Nam rồi, đặc biệt trong cái mảng làm cổ bô với bên cái mảng làm ngành xe gắn máy, để hàng ba cái lốc máy rất là nhiều đó. Những anh làm bên lốc máy và những anh làm bên mảng trang trí nội thất đầu tư dòng máy này rất là nhiều đó. Thì 11.500.000 thì bên cạnh nhà máy nó chỉ cho bao nhiêu đây thôi, sách hướng dẫn sử dụng với cái đầu đực. Thì kênh máy hàng quyền tiếp tục cho quý hàng nha. 3m kiệm hàng, 3m kẹp mát cáp 25 li vuông bằng đồng, một bịch phụ kiện nè, 3 cây kim hàng bằng sắt, 3 cây kim hàng nhôm, sắt là màu đỏ, nhôm là màu xanh. Thì hôm nay mình mở chương trình sale rực rỡ lòng em luôn. Nó mình báo giá xong rồi mình mới vô mình mới hàng thử. Nó thì giá 11.500.000 bảo hành 2 năm, trục trặc trong vòng 6 tháng đầu mình sẽ đổi mới cho quý hàng một con máy mới tinh, không nói tiếng nào. Rồi, 11.500.000. Nó nhiều anh ngày qua coi máy này thì nói có thêm máy tẩy tôi không cần. Tôi chỉ quan tâm đến hàng nhôm. Tại vì nhiều anh hàng nhôm thì đâu có cần tẩy, cho nên là mình quyết định là tặng cho quý khách hàng một cái máy khoan 13 ly với giá 11.500.000 không thay đổi ha. So với trước đây mình vẫn tặng cho khách hàng đây một cái máy khoan 13 ly rất là tốt, động cơ không chổi than, bao gồm hai cục pin như thế này, hai cục pin một cục sạc. Đây là cái khoan 13 ly có 3 chế độ: búa, vít và khoan, tốc độ nhanh, tốc độ chậm. Rồi hoặc là quý khách hàng có được quyền chọn thêm món quà thứ hai, đó là một cái máy mài. Đây là cái máy mài một tấc, cũng động cơ không chổi than, cũng bao gồm hai cục pin 15 cell, một cục sạc như thế này. Đây, quý khách hàng nhìn ha, rất tuyệt vời. Đây. Rồi. Nếu không lấy hai cái bộ này, khoan 13 ly hoặc là cái máy mài một tấc Fubon này, thì quý hàng từ thẳng ra 1.5 triệu đi cho nó hoành tráng. Tức là máy này từ 11.500.000 nếu lấy được món quà này. Tại vì sao? Thằng nào mình đang bán mấy cái bộ này thằng nào cũng 1.650.000 hết, khoan cũng 1.650.000, mài cũng 1.650.000 đó. Nhưng mà mọi người thích lấy thì lấy nó có lợi, còn không thích cái phần quà này cứ mạnh dạn trừ thẳng ra cho mình 1.5 triệu đi, thì cái máy này từ 11.500.000 nó sẽ còn lại chỉ có 10 triệu đồng thôi. Nó mình mở chương trình sale rực rỡ lòng em luôn. Tại vì sao? Hiện giờ mình đang có hai nhóm khách hàng, một nhóm là thích dòng máy 8 tính năng này, một nhóm thì không thích chức năng tẩy bởi vì họ làm tập trung bên nhôm, thì cho nên máy này chỉ có 7 tính năng. Thì mình sẽ giảm sâu cho mọi người không cần tới tẩy thì mình sẽ chọn máy này. Bây giờ mình đã báo giá xong xuôi cũng hết 9 phút hơn rồi các bạn. Thì bây giờ là mình định làm đầy đủ tính năng, nhưng mà hôm nay mình có việc bận về Tây Ninh, đám ma của một má của một người bạn. Thì bây giờ mình sẽ vô rất là nhanh đó, mình vô tính năng là tích AC hàng nhôm là tính năng chính của con máy này thôi nha các bạn nha. Thì mình đang có chuẩn bị 3 miếng nhôm. Thì con máy này cũng rất là xịn hào, các bạn nhìn thấy nè. Hôm qua mình làm một cái video về vấn đề là tại sao hàng nhôm phải sử dụng điện AC trên 215 rồi. Thì mình giải thích cho quý hàng hiểu nè. Đầu tiên ngày qua mình gắn cái súng bên dấu trừ là để cho quý hàng hiểu là gì. Mà điện mà ở bên dấu trừ là nó sẽ thiên về cái độ gọi là cái độ ngóng. Còn mà điện nó đi chiều ngược lại á, từ trừ qua cộng á, là nó nếu mà mình đưa cái súng qua dấu cộng á, ý mình nói vậy đó, là nó sẽ tăng về cái độ tẩy trên lớp oxit nhôm này.
cái lớp bề mặt oxit nhôm này nè quý nè, mỗi cái lớp oxit nhôm mà trên bề mặt này nè là nó cần tới 2000 độ C nó mới chảy được, nhưng mà ở bên dưới của nó chỉ cần có 600 độ thôi, cho nên cần hàn nhôm nó rất là khó, cho nên là phải có sự cân bằng giữa AC dương, tức là điện xoay chiều nó đi vậy nè, lên dương là nó sẽ làm cho lớp oxit nhôm này đánh tan ra, xuống âm là nó tạo ra cái độ ngấu, lên dương là để đánh tan lớp oxit, xuống âm để tạo độ ngấu. Đó là cho nên nó rất là quan trọng trong cái vấn đề là cân bằng AC. Riêng con máy này quý khách hàng sẽ thấy là cân bằng AC nó đang thể hiện đây là 10% AC dương, có nghĩa là để 10% này thì là 90% là độ AC âm là độ ngấu, còn 10% là độ tẩy. Thì bây giờ mình sẽ chứng minh cho khách hàng thấy. Đầu tiên mình để hàn được cái miếng nhôm 2 ly này, mình sẽ set up như thế này nha. Khí ra trước là 0.4 giây, 0.5 giây. Dòng hàn mình sẽ đặt là 120A, 25 luôn. Và đầu tiên mình sẽ chỉnh cho quý thằng hiểu, để tiếp theo cái chủ đề video ngày qua mình cho quý thằng là đây là 10% AC dương, có nghĩa là cái độ đánh bóng của nó, độ tẩy bề mặt của nó sẽ nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ test liền. Đường thứ nhất ở là tần số là mình sẽ cho 120 Hz, và độ cân bằng AC là AC dương là 10%, AC âm là 90%. Rồi mình làm đường thứ nhất cho tất cả các bạn coi. Đó, rất tuyệt vời nha. Vô đây là độ tải nhôm mạnh quá, để 120 mạnh quá, giảm xuống 100 thôi các bạn ơi, 100A thôi nè các bạn thấy không, độ mạnh của nó vừa để 125 là nó đạt cái độ tẩy bên hông nè. Độ tẩy này nó rất ít nhưng mà độ ngấu rất cao nè, các bạn thấy không? Độ tẩy ít là nó phần siêu mù nè. Đó, rồi bây giờ mình chỉnh lại rồi. Bây giờ mình sẽ đẩy một đường cho tất cả quý khách hàng coi. Vô! Đường này là đường AC dương 10%, AC âm là 90. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Quá tuyệt vời. Đó, quý hàng thấy rất rõ đường hàng nhôm của nó. Ở cái độ tẩy nhỏ này, qua mình giải thích một lần rồi đó, mọi người có coi video mình sẽ tìm hiểu được. Với cái độ tẩy bề mặt này nó có 10% thôi thì nó đánh cái lớp oxit nhôm rất là ít nè. Đó, quý hàng thấy không? Lớp oxit nhôm hai bên hông này rất là ít, nhưng mà độ ngấu nó sẽ là đạt cao. Đó, quý hàng thấy rất kỹ, mình vừa thực hiện xong một đường. Đó, mọi người coi cái độ ngấu của em nó nè. Đó, nó hơi quá ngấu nè, thấy không? Quý hàng thấy rất kỹ không? Đó, mình bỏ miếng nhôm này đi, nó nóng rồi mình sẽ cho cái thằng thấy sự rõ ràng của nó. Bỏ ở đây AC dương 10% mà độ ngấu tới là 90% AC âm. Bây giờ cũng là 100A, mình sẽ hàn lên một cái miếng nhôm tương tự như vậy, cũng là 2 ly. Đó nè, cũng là miếng nhôm 2 ly này. Đây, đâu rồi? Đây, miếng nhôm 2 ly tương tự. Nhớ nha. Nhưng mà mình lần này mình sẽ cho là AC dương lên 25%, tần số vẫn giữ nguyên là 120 Hz. Coi độ tẩy nó có rộng ra hơn không nha. Vô. Rồi quý thằng sẽ coi cái độ tẩy của nó sẽ rộng hơn rất nhiều nha. Độ tẩy rộng hơn rất nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy một đường liền cho tất cả mọi người coi, rất là rực rỡ lòng em. Rồi mình đẩy một đường hàng này là ở cái thông số cũng là 100A, nhưng mà lần này AC dương nó lên 25%. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Vô.
rất là tuyệt vời. Quý thằng thấy không? Đó. Đây là cái đường thứ hai mình đã tăng lên rồi nè. Độ tẩy tăng ra. Nè quý thằng thấy rất rõ không? Nè, nó rộng ra ngoài rồi nè. Đây là tẩy trên bề mặt oxit nhôm. Là nó lên 25% thì nó sẽ tăng mạnh lên. Còn cái độ ngấu nó sẽ giảm lại được chút xíu. Chắc chắn với cái thằng luôn thấy không? Nó giảm hơn hồi nãy rất là nhiều. Đó. Độ tẩy đã tăng lên thì độ ngấu giảm xuống liền. Đó là cái cách cân bằng AC. Tiếp tục mình làm một đường thứ ba nữa, mình sẽ khép video lại và mình sẽ tiến hành đi về Tây Ninh nha quý thằng nha. Rồi, lần này mình sẽ chỉnh nè. AC ba lăng là 35%. Rồi, tần số AC vẫn giữ nguyên 120 Hz để cho mọi người thấy được rõ ràng là trong hàng nhôm cái cân bằng AC nó quan trọng cỡ nào. Đây mình lột một miếng nhôm 2 ly ra luôn, y như vậy luôn. Đây là cái lớp oxit nhôm này rất là cứng đầu, cho nên nó phải cần thiết trong cái vấn đề hàng nhôm là phải dần dòng điện AC. AC là lên cộng xuống trừ, lên cộng để đánh tan lớp oxit, xuống trừ là để đạt độ ngấu. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hàng tiếp một đường cũng là dòng 100A như vậy thôi, để cho chúng ta dễ so sánh. Mời tất cả mọi người theo dõi. Cũng sẽ đi một cái điểm đầu tiên nha. Vô. Lần này cái độ tẩy nó sẽ rộng hơn nữa. Mọi người thấy nó kỹ không? Rộng hơn nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy một đường liền cho tất cả quý hàng coi. Vô. Rất tuyệt vời. Đây là sự xịn hào của dòng máy xăng vô này, nó không có thua kém gì cái thằng top gun đâu, tại vì nó sản xuất cho top gun mà, các bạn thấy không? Đó. Rồi chúng ta vừa thực hiện xong một cái chương trình là gì? Sale sập sàn, giảm 1,5 triệu cho dòng máy này, và đồng thời chúng ta thực hiện được 3 đường hàng nhôm, và chúng ta đã hiểu rõ hơn cân bằng AC là gì. Tạm thời đi ha. Độ tẩy 10% AC dương nè, độ tẩy 20% AC dương nè, và cuối cùng là 35% AC dương. Tức là độ tẩy, độ cân bằng mà mình cho càng lên cao thì cái phần sương mù này nó càng rộng ra. Đây là cao nhất là 35% nè, cao nhì 25% nè, cao thấp nhất là 10%. Đó, thì những cái đường hàng nó rất là quan trọng. Trong cái hàng nhôm nó rất quan trọng chị này. Ví dụ mình gặp cái đồ dơ thì mình nên tăng cái độ tẩy lên để cho nó đánh cái lớp oxit lên. Đó, đó là mình chia sẻ trong ngày hôm nay, vừa sale mà vừa chia sẻ được một phần kiến thức về cái hàng nhôm cho tất cả quý hàng khắp một phương. Bây giờ mình phải xin phép dừng video để mình còn về Tây Ninh nữa. Hẹn gặp lại quý hàng trong video tiếp theo. Khi mà quý hàng để lại bình luận, mình sẽ làm thêm nữa về vấn đề chi tiết trên dòng máy tích 200 ACDC này. Hai quý hàng ha, mình xin phép chào tất cả quý hàng.